có một làng quê của những mái tranh tre, của xào sạc gió, thoảng nồng đượm hương cau. Một làng quê thuần hậu để mỗi người trở về đều thấy thật nhẹ nhàng, thanh thản. Làng quê ấy, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung của mỗi người con đất Việt, làng Sen, Nam Đàn. Quý vị và các bạn, khi hoa sen ngang ngát tỏa hương, mặc kệ những cơn gió lao rát bỏng, từng dòng người trên khắp mọi miền tổ quốc lại đổ về làng sen làng chùa để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc. Nơi đây ngày 19 tháng 5 năm 1980, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã chào đời trong ngôi nhà tranh bình dị. Người lớn lên bên cảnh võng trao nghiêng trong tiếng thoi dệt vải và tiếng hát ru của người mẹ trẻ. Những câu hát ví dặm à ơi, những câu kiều đã đi vào tiềm thức của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành của Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc sau này. Dù bôn ba khắp năm châu bốn biển, người vẫn là người nghệ, nhớ đến thiệt tha câu ví dặm quê nhà và vẫn luôn giữ nếp sống thanh bần của một gia đình nhà nho hiếu học. Phần lời của ca khúc đã tái hiện lại không gian thân thuộc ấy của tuổi thơ, của tiếng sáo diều phi vu trên đỉnh núi Chung ngày ấy. Những dấu chân của người tại mảnh đất kim liên yêu dấu đã ghi lại những hình ảnh sâu nặng mà tác phẩm Quê Chung đã khắc họa, đã nói lên với mọi người rằng hành hương về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúng ta thăm lại những di sản mà người đã để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Quý vị và các bạn, nếu như làng chùa gắn bó với những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, thì làng sen quê nội chính là nơi tuổi thiếu niên bác được tiếp thu tư tưởng yêu nước từ thầy giáo Vương Thúc Quý, từ cả cuộc hội đàm với các sĩ phu. Bên tấm phản gỗ này, người đã hình thành nên những câu hỏi đầu tiên về con đường cử nước. Làng sen quê nội chính là nơi đã góp phần hun đúc ý chí, bản lĩnh và khát vọng của một thanh niên trên con đường tìm độc lập tự do cho dân tộc. Làng sen và làng chùa là chiếc nôi vĩ đại cũng là từ đó. Và khi sáng tác bài thơ này thì dường như là tôi muốn nói hồ cái cảm xúc của mọi người đến với quê bác, đến với Hoàng Trù, đến với làng sen.
Có lẽ ai về nhà bác cũng thế. Khi đến nhà bác thì cái cảm xúc đầu tiên là gì? Cảm thấy đây như là một cái mái tranh của quê mình, của nhà mình. Nên bài thơ có quê chung là vì thế. Đúng là không gian thân thuộc của vùng nông thôn Việt Nam. Có thể còn nghèo khó, cuộc sống còn giản đơn, thế nhưng ẩn sâu trong nếp nhà tranh giản dị chính là một tâm hồn lộng gió thời đại, một tình thương mênh mông với mọi kiếp người. Mang cốt lõi tinh thần và tâm hồn xứ Nghệ, người đã tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới để trở thành biểu tượng ngời sáng nhất của người Việt trong thế kỷ 20, niềm tự hào của tất cả người dân Việt Nam. Từ Bình Thuận về hành hương về quê hương Bác, chúng tôi là cũng rất là cảm mến một cái làng quê rất là bình dị nhưng mà đã sinh ra được một cái con người rất là vĩ đại. Tôi có cái cảm xúc rất là vô cùng nghẹn ngào, phấn khởi, vui mừng, nhưng mà rất là khó diễn tả. Mặc dù Bác đã mất đi nhưng hình ảnh của Bác, người cha của đất Việt, luôn in đậm dấu ấn trong lòng chúng con. Trên những vần thơ mộc mạc chân tình bằng những nét nhạc mang âm hưởng ví dặm, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn đã giúp người nghe hiểu hơn, yêu tha thiết hơn về vùng quê giản dị, bình yên này. Nét nhạc vụt cao, hòa quyện với ý thơ lắng đọng, tạo nên những xúc cảm thiêng liêng khi du khách đến với miền quê chung của đất nước. Tình cảm của cái tác giả thơ và hòa nhập cùng với lại cái tình cảm của nhạc sĩ, nó đầy cái tiết tấu, đầy cái giai điệu của nó vượt lên một quãng tạm. Ở đây không chỉ là giai điệu của một ca khúc, đây tôi thấy cái tính công năng của giai điệu nó tựa như là nhạc khí, và chính những điều này nó mới diễn tả được cái tình cảm, cái cảm xúc của không chỉ của tác giả mà là của người dân, của cái đất nước này, của người dân tộc Việt Nam đối với quê chung của Bác Hồ. Tháng năm về với Kim Liên, về với miền quê chung của mọi miền tổ quốc, lòng con lại bồi hồi nhớ Bác, càng biết ơn vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc. Chúng con xin nguyện cùng người vươn tới mãi vững như muôn ngọn giải Trường Sơn. Chúa làng Sen.
núi phong ngát hương sen, bờ tre lao xao gió lích xích chim chuyền cành, lặng im nơi quê ngoại thương mẹ xưa tần tảo, thói đưa cùng nhịp vọng câu ví dặm à ơi. Con về thăm làng sen, mây trời in riêng cơm, nhìn cánh diều nó gió vi vun giữa tầng không, thăm lò sen ngày xưa nơi người nhen ngọn lửa, làng chùa và làng sen thành chiếc nôi vĩ đại, câu hát và ngọn